tín hiệu đáng sợ đối với Mỹ. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, phản công thất bại đã khiến Ukraine cùng các đối tác phương Tây chuyển sang tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga nhằm làm suy yếu nước Nga và tìm kiếm sự chiến thắng. Trong khi ấy, thì Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến lâu dài cho đến khi Ukraine hoàn toàn kiệt quệ. Cùng với đó, thì cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Bắc Triều Tiên cho thấy có một sự chuẩn bị về mặt quân sự để đối trọng với Mỹ và các đồng minh. Cục diện chính trị thế giới sẽ xoay chuyển ra sao trong thời gian tới? Kính mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Càng Sevastopol bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine Vào sáng sáng ngày hôm qua, một cuộc tấn công lớn nhằm vào cảng Sevastopol quan trọng của Nga nhiều video trên mạng xã hội cho thấy các vụ cháy lớn tại xưởng đóng tàu Svatobol. Báo cáo ban đầu của Reuters chỉ ra có một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến ít nhất 24 người bị thương. Dựa trên tuyên bố của thống đốc Svatobol, Mikhail Rovohaev nói rằng kẻ thù của chúng tôi đã tấn công Svatobol. Vị trí chính xác của đám cháy lớn là ở khu vực Kilenbanka của Svatobol. Ít nhất có 4 người bị thương được báo cáo là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hậu quả của cuộc tấn công được ghi lại từ nhiều góc độ khác nhau, và dường như xác nhận thiệt hại đáng kể đối với tàu thuyền và cơ sở hạ tầng tại đây. Cuộc tấn công quy mô này dường như không chỉ do máy bay không người lái gây ra, mà nhiều khả năng là Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa tầm xa được cung cấp từ các đối tác phương Tây. Nhưng cuộc tấn công lớn vào Sevastopol này dường như cũng là một hành động tuyệt vọng khác. Với việc phản công liên tiếp gặp thất bại, thì có vẻ như Kiev đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào sâu lãnh thổ của Nga, với hy vọng châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn, nhằm lôi kéo NATO vào cuộc và đó là điều mà Ukraine có thể coi là hy vọng duy nhất của mình. Zelensky đang đau đầu vì phản công thất bại Thất bại trong cuộc phản công của Ukraine sẽ không gây đau đớn cho Tổng thống Zelensky nhiều đến thế. Nếu như mà ông cùng đội ngũ quan chức của mình không đưa ra những dự báo lạc quan và thổi phồng kỳ vọng cho người dân Ukraine và phương Tây. Thực tế, sau hơn 3 tháng phản công, rõ ràng người dân Ukraine và các đối tác phương Tây đã bị Tổng thống Zelensky lừa dối, về việc sẽ giành lại bán đảo Crimea và trục xuất lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ đất nước. Tuy nhiên, thì cuộc phản công của Ukraine không chỉ diễn ra chậm hơn dự kiến, mà còn gây nên tổn thất lớn lên tới hàng chục nghìn binh sĩ, cùng với một lượng đáng kể các khí tài quân sự của phương Tây bị thiêu dụi trên chiến trường. Giờ đây, khi mà mùa mưa đang đến, thì Tổng thống Zelensky chỉ còn rất ít thời gian để chứng minh với người dân của mình và phương Tây thấy ít nhất một số kết quả ở mặt trận. Nhưng rõ ràng, tình thế là khá khó khăn và có thể nhìn thấy trước được kết quả sẽ thất bại. Vì vậy mà Tổng thống Zelensky đã lựa chọn một con đường khác, đó là đổ lỗi cho phương Tây về thất bại của những cuộc phản công vừa qua. Ít ngày trước, thì Tổng thống Zelensky đổ lỗi rằng tốc độ phản công chậm hay đúng hơn là phản công thất bại là do phương Tây không cung cấp đầy đủ và kịp thời vũ khí cho Ukraine. Và với lý do này, lực lượng hàng không Nga đã quyết định số phận của nhiều trận chiến. Điều đáng nói ở đây là ngay cả khi Bộ trưởng Tham Miu Mỹ đích thân chỉ đạo cuộc phản công thì kết cục của Ukraine vẫn là thất bại. Lưu ý là chúng ta đã chứng kiến một bối cảnh khá kỳ lạ, đó là cả nga và mỹ đều ca ngợi về tuyên bố cuối cùng của G20, trong khi Ukraine lại phàn nàn rằng không có gì đáng để tự hào. Rõ ràng tuyên bố của G20 không lên án nga, vậy mà mỹ vẫn cho rằng kết quả này là tốt. Vậy thì vì sao mà chính quyền Biden bỗng nhiên thay đổi là không lên án nga? Bởi thực tế mỹ và NATO chỉ còn mỗi hội nghị thượng đỉnh G20 để thuyết phục cả thế giới. Vấn đề là trong môi trường quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, thì theo tính toán của Mỹ, G20 đã trở thành diễn đàn duy nhất hiện nay để Mỹ và các đồng minh có thể kết nối được với Nga và Trung Quốc, cũng như là thuyết phục các quốc gia ở Nam Bán Cầu vốn luôn giữ quan điểm trung lập trong vấn đề Ukraine. Rõ ràng, trong con mắt của các nước Nam Bán Cầu, thì Ukraine đã trở thành đứa con cưng khó chiều của Mỹ. Tuy nhiên, thì cuộc phản công kéo dài 3 tháng của Kiev đã thất bại ở quy mô khủng khiếp, và với khoảng 70.000 người đã hy sinh, thì Mỹ phải chịu trách nhiệm cả về mặt đạo đức và chính trị cho tổn thất này. Trong khi, các nước NATO đang vét cạn đáy kho dự trữ vũ khí của mình và tiếp tục cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để theo đuổi mục đích mơ hồ nhằm tiêu diệt nước Nga. Và chắc chắn, việc xa lầy tại Ukraine có thể gây tổn hại đến chiến lược lâu dài của Mỹ và NATO khi mà truyền trọng tâm sang châu Á-Thái Bình Dương nhằm kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Do đó, Mỹ đang cần nước chủ nhà G20 Ấn Độ làm cầu nối trung gian giữa Nga và Trung Quốc theo tính toán của Mỹ, Nga nhiều khả năng sẽ mở một cuộc tấn công khi con mồi của họ đang suy yếu. Vì vậy mà Mỹ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản cuộc tấn công sắp tới này của Nga. Vì hậu quả tất yếu của chiến dịch quân sự lần này của Nga sẽ là phi quân sự hóa Ukraine, nhằm trục suốt các chuyên gia của NATO ra khỏi đất nước Ukraine và loại bỏ cơ cấu quyền lực thù địch trong chính quyền kế hiện nay. Do đó, ưu tiên số một của Mỹ hiện nay là đóng bằng cuộc xung đột ở Ukraine, trong giai đoạn mà Nga vẫn chưa thành công trong việc hoàn thành các mục tiêu ban đầu đó là kiểm soát hoàn toàn Donbass và phi quân sự hóa Ukraina. Mặt khác, Mỹ và đồng minh vẫn tiếp tục hỗ trợ Kiev để tái vũ trang cho quân đội Ukraina cho những trận chiến tiếp theo. Vì vậy mà chuyến đi tới Kyiv của ngoại trưởng Blinken nhằm truyền tải thông điệp hai mặt của chính quyền Biden. Đó là Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự cho Ukraina, nhưng mặt khác là tổng thống Zelensky sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán nếu như mà cuộc phản công vào tháng 11 này thất bại. Và không còn gì nghi ngờ nữa đó là một viên thuốc đắng khó nuốt đối với Tổng thống Zelensky, vốn luôn ôm bồng đánh bại Nga về mặt quân sự. Thực tế, Ukraine chẳng khác gì một con thí tốt, vĩnh viễn nằm trong sự kiểm tỏa của nước Mỹ. Và cuộc tấn công sắp tới của Nga dự kiến sẽ vắt kiệt nhân lực quân đội Ukraine nhiều hơn nữa. Nhưng liệu Nga có chịu nghe theo sự tính toán của chính quyền Joe Biden hay không? Nhất là sau khi đồng thái Mỹ truyền giao hệ thống ATACMS và bật đèn xanh cho quân đội Ukraine tấn công Nga. Tổng thống Putin tuyên bố chiến lược của Nga. Trong khi cuộc huy động của Ukraine được cho là thất bại, khi mà cưỡng bức cả nam giới lớn tuổi mắc bệnh và quân ngũ, thì Tổng thống Putin hôm 12 tháng 9 tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok tuyên bố rằng hàng trăm nghìn tình nguyện viên đang đổ xô gia nhập quân đội Nga. Ông nói rằng lệnh điều động một phần mà ông đã ký vào tháng 9 năm ngoái là một trong những đợt tuyển quân thành công nhất trong lịch sử nước Nga, khi mà 270.000 người đã tự nguyện ký hợp đồng phục vụ trong lực lượng vũ trang và các đơn vị tình nguyện viên của Nga. Không những vậy, Tổng thống Putin còn cho biết, ông đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài tại Ukraine. Điều đó đồng nghĩa là Nga sẽ không đóng bằng cuộc xung đột như là tính toán của Mỹ và phương Tây. Bởi theo Tổng thống Putin, thì Kiev có thể sử dụng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để tái vũ trang và Nhà Trắng sẽ tiếp tục coi Nga là kẻ thù. Bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 tại Mỹ, Tổng thống Putin cũng cho biết cuộc phản công của Ukraine cho đến nay đã liên tiếp gặp thất bại. Ông cũng nói rằng chỉ khi Ukraine kiệt quệ về nhân lực và các trang thiết bị quân sự, thì lúc đó Nga mới nói về chuyện đàm phán. Như vậy có thể thấy, Nga sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng để xóa sổ tàn dư của chủ nghĩa tân phát xít tại Ukraine. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nga đang tuyên chiến với NATO. Và tất nhiên, giới lãnh đạo NATO hiểu rõ điều đó và bắt đầu lo ngại khi đối mặt với thực tế chiến lược của người Nga. Như trong nhiều video chúng tôi đã chỉ ra rằng, trong hơn 18 tháng qua, rõ ràng là giới tướng lĩnh NATO hoàn toàn không có khả năng tiến hành bất kỳ một chiến thuật nào khả thi để chống lại một đối thủ có năng lực ngang hàng với họ trên chiến trường, ngoài trừ các hành động đánh lén khủng bố. Vì vậy mà chiến thuật của Mỹ và NATO chỉ đơn giản là tiếp tục yêu cầu binh sĩ Ukraine lao vào các bãi mìn dưới hòa lực pháo binh của Nga. Nhưng Nga không chỉ phòng thủ chiến lược mà còn mở rộng các hoạt động tấn công trên mặt trận Kubiansk ở hướng Kharkiv. Và Tổng thống Putin còn đi xa hơn nữa khi mà tuyên bố rằng việc truy tố cựu tổng thống Donald Trump mang động cơ chính trị là thể hiện sự thối nát của hệ thống chính trị Mỹ. Tổng thống Putin nói như sau: "Mọi thứ đang xảy ra đối với Trump là sự đàn áp một đối thủ cạnh tranh chính trị và nó được thực hiện trước sự chứng kiến đầy đủ của công chúng Mỹ và toàn thế giới." Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng cuộc đàn áp chính trị cựu tổng thống Donald Trump sẽ giúp ích cho nước Nga vì nó vạch trần bản chất của chính quyền Joe Biden. Ông nói: "Đối với việc truy tố Trump, theo tôi là tốt." vì nó cho thấy sự mục nát của hệ thống chính trị Mỹ vốn không thể giả vờ dạy dân chủ cho người khác. Chuẩn bị buộc tội có mối quan hệ đặc biệt với Nga, điều này hoàn toàn vô nghĩa và nhảm nhí. Hiện thì cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một loạt các vụ truy tố mà giới quan sát nhận định đó chỉ là thủ đoạn chính trị của Đảng Dân Chủ và chính quyền Biden. Tờ Economist từng nhận định như sau, số chồng tội chống lại Donald Trump ngày càng nhiều hơn, gồm 78 tội và có thể sẽ còn nhiều hơn nữa điều này đang tiêu tốn ngân sách tranh cử của ông ấy. Các đảng viên Đảng Dân Chủ hy vọng rằng chúng sẽ khiến ông ấy mất tập trung vào con đường tranh cử. Nhưng đây chỉ là giấc mộng hão huyền. Hiện thì các vụ tham nhũng của gia tộc Biden tại Ukraine và Trung Quốc đang bị lôi ra ánh sáng. Theo tờ Epoch Times vào hôm 12 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã thông báo với Hạ viện sẽ mở một cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden về nhiều tội danh bị cáo buộc. Trong đó, theo ông McCarthy, thì Biden đã sử dụng văn phòng chính thức của mình để phối hợp với các đối tác kinh doanh của Hunter Biden. Về vai trò của Hunter Biden trong tập đoàn năng lượng Burisma của Ukraine. Giờ đây, với cuộc luận tội đang được tiến hành, chúng ta có thể quan sát chi tiết hơn về Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị nghi ngờ nhận hối lộ từ một nhà tài phiệt Ukraine khi ông còn giữ chức vụ phó tổng thống. Vào thời điểm này, mọi con mắt đang đổ dồn vào thành phố Càng Vladivostok, nơi diễn ra cuộc gặp giữa tổng thống Putin và chủ tịch Kim Jong Un. Cả hai đã cùng thị sát tổ hợp phóng tên lửa Soyuz 2 trong khuôn khổ chuyến thăm sân bay vũ trụ Vostokny ngày hôm qua. Thỏa thuận quân sự Nga Triều nhằm cân bằng địa chiến lược. Nhiều nhà quan sát cho rằng Nga và Bắc Triều Tiên quyết định tăng cường quan hệ quân sự là để đối phó với mối đe dọa chung từ phương Tây. Kênh Al Jazeera đưa tin rằng Nga sẽ cung cấp thực phẩm, năng lượng cũng như là chia sẻ công nghệ siêu thanh, vệ tinh và tàu ngầm đối với Triều Tiên để đổi lấy đạn dược và pháo binh từ thời Liên Xô. Giới quan sát nhận định sự hợp tác giữa Nga Triều một mặt là nhằm đối trọng lại tam giác Mỹ-Nhật-Hàn đang nổi lên, trong khi mặt khác sẽ giúp duy trì các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga vào năm tới. Đánh giá này có thể có nhiều phần đúng vì việc họ giúp đỡ nhau chống lại các đối thủ chung trong cục diện chính trị mới này là xác đáng. Tờ Al nhận định rằng Nga đang cần gấp vật tư chiến tranh, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga đích thân đến một nước nhỏ như Triều Tiên đang chứng minh cho điều đó. Triều Tiên sở hữu kho vũ khí khổng lồ và Nga cần sự trao đổi và hỗ trợ trong việc tìm lại các vũ khí có từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, thì truyền thông phương Tây đã cố tình phớt lờ lợi thế ngày càng tăng của Nga trong cuộc chạy đua hậu cần với NATO. Ngay cả khi không có nguồn cung cấp vũ khí từ thời Liên Xô của Triều Tiên, Nga vẫn có khả năng tự vệ trước toàn bộ khối NATO như chúng ta đã nhìn thấy trong các diễn biến hàng ngày trên mặt trận Ukraine. Điều này chứng tỏ rằng tổ hợp công nghiệp quốc phòng quân sự của Nga đã đáp ứng được nhu cầu chiến tranh hiện tại tương tự như vậy chúng ta cũng có thể thắc mắc là tại sao triều tiên không thể nhận công nghệ quân sự tinh vi từ trung quốc mà lại trông chờ vào nga như một phần của việc trao đổi giữa hai bên trả lời cho hai câu hỏi này đều có liên quan đến trung quốc bởi một lẽ bắc kinh luôn có mối quan hệ phụ thuộc phức tạp về kinh tế tài chính và công nghệ với mỹ và phương tây thứ nhất là việc nga và triều tiên hợp tác với nhau là nhằm ngăn chặn sự phụ thuộc không cân xứng vào trung quốc chính quyền biden có thể áp đặt lệnh trừng phạt để đáp trả việc trung quốc trang bị vũ khí quy mô lớn cho nga và vì lý do đó, Bắc Kinh sẽ không dám mạo hiểm đối đầu với các lệnh trừng phạt của Mỹ để truyền giao các vũ khí cho Nga. Thứ hai là cả Nga và Triều Tiên dường như muốn dựa vào nhau hơn thay vì trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Lưu ý là Điện Kremlin từng lo ngại rằng Bắc Kinh xâm nhập vào vùng Viễn Đông giàu tài nguyên nhưng mà ít dân cư của mình, cũng như là Trung Quốc thường xuyên đánh cắp công nghệ của Nga. Không những vậy, truyền thông Mỹ còn cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã biến Nga thành trừ hầu của Trung Quốc. Từ các quan điểm này, thì Điện Kremlin quán triệt là không bao giờ trở nên quá phụ thuộc vào bất kỳ đối tác cụ thể nào, kể cả với Ấn Độ và Trung Quốc, vì những mối quan hệ như vậy có thể hạn chế chủ quyền trong chính sách đối ngoại của Điện Kremlin. Không giống như lợi ích toàn cầu của Nga, lợi ích của Bắc Triều Tiên hoàn toàn mang tính quốc gia. Bình Nhưỡng đã phụ thuộc một cách không cân xứng vào Bắc Triều Tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc và sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng sau đó, Trung Quốc đã tận dụng mối quan hệ này để mở rộng quan hệ với phương Tây bằng cách là phê chuẩn các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc chống lại triều tiên và nga cũng đã từng làm như vậy vì những lý do tương tự nhưng triều tiên thì không phụ thuộc vào nga nên bình nhưỡng không có ác cảm với moscow như bắc kinh chính sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với trung quốc đã khiến cho ông kim jong un nghiêm túc xem xét đề xuất phi hạt nhân hóa của tổng thống donald trump nhằm tái cân bằng quan hệ giữa triều tiên với trung quốc tuy nhiên thì đề xuất này đã gặp thất bại từ quan điểm của bình nhưỡng thì ngay cả khi bắc kinh cung cấp cho nước này công nghệ quân sự để có thể thay đổi cuộc chơi thì dự án này cũng có thể bị chấm dứt vào một ngày nào đó nếu như mà Trung Quốc đạt được thỏa thuận với Mỹ và bán đứng Triều Tiên. Dù sao đi nữa, Trung Quốc có thể sẽ không xem xét việc cung cấp công nghệ quân sự cho Triều Tiên. Vì điều đó có thể khiến Bắc Kinh khó khăn hơn trong việc tận dụng ảnh hưởng của mình đối với Bình Nhưỡng và sẽ làm hạn chế chủ quyền trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Trong khi ấy thì khả năng Nga và Mỹ trở lại quan hệ bình thường là gần như xa vời sau cuộc xung đột Ukraine. Vì vậy mà Triều Tiên tin rằng Nga sẽ là đối tác quân sự lâu dài đáng tin cậy hơn so với Trung Quốc. Đó chính là lý do tại sao mà Nga và Triều Tiên sẽ đạt được những thỏa thuận sau chuyến đi này của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Rõ ràng, cuộc gặp giữa hai nguyên thủ của hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang khiến Tổng thống Biden và cả ông Tập Cận Bình đều lo lắng. cục diện chính trị sẽ ra sao trong thời gian tới, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.